kỷ luật dạy con mèo không biết ăn cá. 1. Pate. 2. Thịt gà. Cách này ăn toàn thịt gà không hả? Mà sao vậy lúa? Chỉ có con lúa thôi, con cỏ chịu ăn cá. Mà sao con này nó ngộ, cái tánh mà giống ai mà bị chơi cá vậy? Mày có muốn vô chùa ở không? Vô chùa không ăn cá, cũng không có ăn gà. Có cái gì ăn cái đó. Dù lâu lâu mà có ai ăn mặn thì người ta để chút xíu. Mà cái người trộn người ta cũng không có trộn nhiều, người ta ăn chay nhiều, người ta chỉ để trong cơm thôi. Rồi cơm nè, chút xíu thịt nè, rồi còn rau củ nè. Con nào kén á, nó ăn thịt trước, cái nó nhịn nhịn nè. Mà khi đói quá cũng ăn hết cơm với rau củ luôn. Mày chịu vô đó ở không? Mà ở trong đó cũng không có hên, không có sướng. Nhiều người nghĩ cho chó mèo vô chùa, không biết chùa đổ nó hay sao. Để trong đó, người ta đi qua đi lại cứ thấy xác chó mèo bị cắn ở giữa lộ hoài. Hồi nãy chị Bảy mới điện tôi. Ở giữa lộ á, có mang mèo, mèo đen nhỏ xíu chạy vòng vòng. Rồi xe chạy ngang, có con bị cắn, có con ta né được. Rất là khủng khiếp. Thật khủng khiếp. Tao nói gì tụi bay hiểu không? Cỏ. Thật hiểu chó chơi. Còn bắt tay tôi nữa hả? Hôm nay tay chân cỏ dài thòn vậy. Đâu ra đây coi. Cỏ với lúa coi con nào cao. Ê, bữa hổm lúa cao hơn cỏ đi. Bây giờ như cỏ có chiều dài hơn lúa rồi. Nên thay đổi lật mặt dưới chạy. Cỏ ốm hơn lúa. Rồi sao cỏ ăn nhiều mà sao cỏ ốm ta? Cái sức ăn của quỷ này nó mạnh lắm. Con lúa ăn không bằng, tại vì lúa không biết ăn cá mà lúa mập hơn cỏ là sao? Tại sao vậy? Đây lụm nè bà con thấy không? Lúc nào có đồ ăn lụm ăn cho phải căng cái bụng lên. Cái thói quen á. Sống ở chỗ ba tôi chắc nó ăn chuột rồi. Có tô cơm nào ngon ngon là quất sạch sẽ. Tại vì sợ quên cho ăn rồi đói. Ăn cái gì đó phải ăn cho no tròn cái bụng vậy nè. Nó lụm. Không có chảnh chạy như mấy con kia ha. Ăn vài miếng cái chạy vòng vòng chơi cái quay lại ăn nữa. Thì đâu có khi nào bị thiếu đồ ăn đâu. Phong cách của lụm là phong cách của những con mèo ăn giật. Có đồ ăn là cho bụng no căng vậy nè. Thì coi còn sữa không? Hết rồi. Hết sữa rồi. Con của lụm đã hơn 2 tháng. Liên hệ bác sĩ triệt sản. Giờ có 2 luồng ý kiến. Một là mọi người muốn tôi để con lụm ở đây chung với 2 đứa con. Hai là thả con lụm về chỗ ba tôi cho nó quen với thiên nhiên. Chỗ ba tôi đất rộng, nhưng mà ở trong nhà không có ai quan tâm nhiều. Mà cái khu đó nhiều chuột lắm. Nhớ thì cho ăn thôi. Mà rõ ràng con lụm nó ở bên ba tôi nó không có ốm lắm. Nó chỉ hơi gầm gầm nhẹ thôi. Ở nhà tôi thì tròn hơn. Nhưng mà nó cứ nhìn ra cửa sổ nó muốn ra ngoài hoài. Có thể là bắt chuột hay bắt những con hồi xưa nó ăn. Tôi cũng chưa biết. Như ban đầu tôi nói mọi người rồi, nếu mà theo tâm linh, theo những cái gì hồi xưa tới giờ ở khu vực nhà tôi 9 con, tự nhiên nó tới với mình. Người không chọn số mà số chọn người nha. Từ khi bắt đầu có 9 con là nút bạc đầu tiên của Việt Nam rồi, nút vàng tới rất là nhanh. Bây giờ thêm cái số lượng này thì nó sẽ mất đi cái số 9 rồi. Nếu mà con lụm ở đây thì phải cho nó với con nó ở khu vực riêng để mà duy trì cái số lượng của triệu đại khái thúi. Như hồi xưa số lượng là bao nhiêu đứa đó, rất là êm. Tự nhiên thêm 1-2 đứa là có chuyện liền. Con này bị kia rồi mất. Bây giờ không biết thế nào. Thì mình cũng phải tinh gì đó tí xíu. Nếu mà mình có điều kiện thì mình cũng làm theo gì chăm tốt tí xíu. Một là cho lụm với con cứ lụm ở riêng một khu. Nhà của tôi là bao nhiêu khu rồi. Có người dọn dẹp. Người ta dọn dẹp người ta cũng đuối nè. Nhưng mà mình trả tiền cho người ta. Rồi thêm khu nữa là thêm phần dọn dẹp nữa. Mà nếu mà lụm với 2 đứa con ở trong nhà những lão thì chật với tụi nó quá. Nguyên cái nhà này đối với một con mèo bình thường nó không chật, nhưng mà đối với con lụm nó ở ngoài thiên nhiên quen rồi thì tùy duyên đi. Thì có thể tôi sẽ để nó bên nhà của ba tôi, cái khu vực của ba tôi, nhắm nó ở được sống được thì mình cho nó ở. Còn thấy nó nhớ con hay có cái vấn đề bất ổn mình đem về thì đây. Nhưng nguyên cái khu này của con lụm hết nè. Không phải của lụm mà lụm ở ké chiều đại khái thúi. Và có thể cho lụm ra ngoài này. Nhưng mà chính con nó có quýnh lộn, có sai sát. Mình còn gán quản được. Rồi thêm ba con này ở chung với chính con thì cứ từ từ. Ở khu riêng mình phải dọn dẹp khu riêng. Hay là hai đứa muốn vô chùa. Tôi đem tụi mày tôi thả vô chùa cũng như một số người nha. Một số người cứ suy nghĩ thả mèo vô chùa. Chắc là chùa ăn chay niệm Phật thì thấy động vật cũng phải cứu. Hồi comment mắc cười lắm. Ở trong chùa ha, phóng sanh thả cá cái gì cũng thả mà con chó con mèo mà lại sân si. Chó tôi trời,
Ê chùa chứ đúng là nghĩ chùa là của chùa thiệt luôn á trời. Ghê thiệt. Ở đó ha, vẫn có thả rùa, thả cá đủ thứ. Nhưng mà chó mèo là khác, nó sẽ chạy vòng vòng, nó quậy sùm. Hổm gài, nghe nhiều người nói ở giữa lộ chó mèo bị xe cán ở trước chùa. Nhiều lắm. Kinh dị. Sao ngộ ha. Mình nói quá đúng mà vẫn có người gống lên nói là đi chùa mà không có từ tâm này nọ. Thứ gì không biết. Tôi cũng không muốn nói nhiều với người đó. Từ thiện làm phước trên cái lý thuyết, thực hành chưa chắc gì làm nổi. Lý thuyết thì hay lắm, thích nói chuyện nhẹ nhàng sao cho nó cuốn cuốn đó. Thì đó, những idol bây giờ nó chuyện cuốn cuốn nhẹ nhàng đó. Thì cũng một số người tiểu tam, con giáp thứ 10, 13 gì đó cũng nói chuyện cuốn đó. Rồi lừa đảo bán hàng giả cũng là ham đó, ham nói chuyện cuốn, nói chuyện có thiện cảm mới lừa được nhiều người đó. Còn những cái gì mà nó thẳng nó thật thì không có chịu, nó là nói chuyện không thiện cảm. Khoái lắm, khoái thiện cảm, khoái cuốn mới dễ bị lừa. Nhưng mọi người comment là mọi người nói là bỏ vô chùa là hành động ác này nọ. Tôi không có nói những câu nặng này đó, mà tôi chỉ nói là coi chừng gây nghiệp thêm, tại vì đem cực khổ cho người khác. Trời ơi, một số người đạo đức lý thuyết lắm nha. Tôi là người nói mà tôi không có tu, mà cứ bám vô cái người tu nói người ta hoài. Rồi nhắc cái vụ mà mấy ông thầy ông sư hổng gầy gần gần trên mạng xã hội đó, rồi nhắc vụ đó rồi gom chung với chùa Tân Phước luôn. Thì con người giờ ghê gớm quá, muốn nói gì là nói. Nó lại cách nhỏ này nè, nó nói tôi nó chuyện không có thiện cảm này nọ. Mình cố tình nói vậy cho mấy người đó tập trung mà nghe tôi nói. Mấy người đã nghiệm lại là không nên thả vô. À cũng có thể một số chùa họ chịu cho thả. Còn cái khu vực chùa Tân Phước, đa số những người sống trong đó họ rất là mệt mỏi. Mình lên tiếng, mình nói giùm. Trời ơi, phóng vô làm thấy ghê lắm kìa, toàn là đạo đức lý thuyết không à. Không biết có vô nhận nuôi được bé nào không. Ý là không có nói nặng, nói nhẹ thôi, coi chừng tạo nghiệp đó. Nhờ cái video đó mà tôi mới biết là có rất là nhiều người có suy nghĩ là thả đại bỏ đại chó mèo vô chùa. Mà mọi người nên nhớ, trong chùa có rất là nhiều hạng người. Những cô, những chú bán vé số, tuy là họ thương mà họ chỉ đủ khả năng cho ăn ít đỉnh thôi. Ví dụ cho ăn đồ ăn dư của họ, mà những người đó không có khả năng nuôi thì họ tốt. Còn một số những đứa nhỏ, nó thấy chó thấy mèo nó giận. Trong chùa là người gì cũng có ra vô, thì nơi đông người thì cũng sẽ có cướp bóc này nọ, nó nhìn thấy chó mèo đem đi bán. Đừng nghĩ trong chùa là chỗ an toàn cho thú vật. Mà khi người ta lên tiếng đừng thả chó mèo vô chùa, coi chừng mình tạo nghiệp chứ không phải làm phước, bắt đầu dậy lên. Dậy lên đi chửi cái người nói đúng, thì là mấy người đâu có nhận mấy người sai, vẫn cho là mình đúng. Còn nói ngược lại, vô chùa mà ăn nói không có thiện cảm. Cái thiện cảm của mọi người á, nó thiên về cái sự mà ham người ta nói chuyện ngọt, nói chuyện cho lôi cuốn. Chính vì mấy người ham quá mấy người bị dụ không.